Rồi em xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem trên kênh của em ha. Thì hiện tại bây giờ em đang có mặt tại công ty. Thì hôm nay được ông anh làm chung mời về trà Vinh đám giỗ tất cả cô chú anh chị ha. Thì hôm nay em cũng sẽ làm một cái clip vlog chuyến hành trình về miền Tây, những cái phong cảnh đẹp cho tất cả cô chú anh chị xem ha. Đây cô chú anh chị, đây là anh em chuẩn bị sắp xếp đồ đạc để cùng nhau một cái chuyến hành trình về miền Tây trà Vinh của mình để ăn đám giỗ và tất cả cô chú anh chị. Đó, bây giờ đây là anh em tiếp bước chuẩn bị một cái chuyến hành trình về miền Tây ha, ăn đám giỗ cùng ông anh tất cả cô chú anh chị. Vậy là hết rồi phải không? Đó, đây là hôm nay là về nhà của ông anh nè, tên ông tất cả của chú chị ha. Cái gì vô chặt thì chân ra giữa con tóc á. Không, nó có đem bánh mì, nó vừa nó ăn cái đừng nó nhậu thôi à. Ghé đâu hết trơn á, ăn. Chào mọi người. Mọi người ăn nghe lo hết đúng không? Đúng không? 150. Quá, rồi gì? Rồi anh xin chào tất cả cô chú anh chị ha. Thì bây giờ anh em cũng đã tới điểm dừng chân đường cao tốc Trung Lương tất cả cô chú anh chị ha. Thì mời cô chú anh chị tiếp theo điểm dừng chân của tất cả anh em mình ha. Đó, thì mấy anh em làm chung một công ty ha. Đây là xe hôm nay là có anh Long đồng hành luôn. Đây là anh Trung nè, rồi lại nè. Nhưng ngồi sao được vậy? Sao rộng mà? Không, đi lên đây, em nằm nữa. Rồi anh ngồi không, anh lên đây nè, ngồi với bước à. Thì cô chú anh chị, đây là điểm dừng chân ha, Châu Thành ha. Đường cao tốc Trung Lương của mình á, cô chú anh chị thấy xa xa nè.
Đó thì đây là điểm dừng chân Châu Thành, đường cao tốc, tất cả của chú anh chị ha. Anh em giờ đang ăn bánh mì ha, để chống đói, để chuẩn bị tiếp tục chuyến hành trình về Trà Vinh. Đây là anh ăn nè. Dạ. Bây giờ mẹ đi. Bắt xe xuống rồi đâu có đi uống được qua. Tại mua chót tài tao đâu kêu mày uống, mày uống bia. Đây là anh Long ha, chủ xe nha, tất cả các chú anh chị ha. Đó, đây là anh Long chủ xe nè, chuyến này là đi có anh Long đồng hành luôn ha. Em mở cửa kìa. Em mở cửa. Chơi quyết biệt cái là trong người rồi. Rồi đây hai ba lon rồi uống. Rồi lên cái máy lạnh bình luôn á. Đây giờ anh ăn là đang thú sĩ ha cả nhà ha. Vô bảy rồi anh em ơi, vô. Rồi vô. Nó nở ra. Thì cô có anh về có uống làm ngon mà còn chưa sai mà. Ăn bánh mì uống bia ha cả nhà ha. Đó. Tiger nha. Tiger đàng hoàng nha. Phải vô không ở nhà. Mua hai loại đá, tao đâu có biết mà uống là mua ly nữa. Nó làm gì xe bói hai giờ nó qua đi không cho làm gì được. Chứ cái cũ bán rồi. Đây là cái ly bia của anh Long nè. Đó, ly bia cà phê. Đúng rồi. Năm lon thôi là đụng nó kịch. Ngon lành luôn á. Chưa được năm lon ta chịu uống hết lon là chịu hết nổi vậy nè. Bây giờ cái này uống mà thằng tả luôn rồi chậm. Lâu thì lâu. Đó thì bây giờ anh em ăn uống đã xong ha, bia cũng cắt rồi tất cả của chú anh chị ha. Thì giờ hút thuốc nữa là sẽ nghỉ ngơi là sẽ lên đường ha. Lên đường. Giờ lên xe để chuẩn bị tiếp tục chặng đường tiếp theo ha của chú anh chị ha. Nằm mà để cái bọc chết chưa. Tại bây giờ anh em cũng đã ra khỏi điểm dừng chân Châu Thành đường cao tốc Trung Lương ở tất cả khu chú anh chị.
thì hiện tại bây giờ anh em vẫn còn ngồi ở trên xe chuyến hành trình về miền Tây ở nhà của anh Năng. Thì kỳ này sẽ có một cái chuyến trải nghiệm về miền Tây của mình. Thì mời tất cả quý cô anh chị tiếp bước với em ha, để mình sẽ tham quan ở phong cảnh miền Tây và ăn đám giỗ nhà của anh Năng luôn ở Trà Vinh ha, tất cả quý cô chị ha. Thì hiện tại bây giờ anh em đang tiến vào ngã ba Trung Lương ha, thì qua khỏi cổng chùa tất cả cô chú anh chị, thì tí nữa là mình sẽ bẻ về Bến Tre ha. Đây là ngã ba Trung Lương nè, chuẩn bị tới rồi ha. Phía trước có khu dân cư. Ngày này anh em sẽ làm một cái clip hành trình về miền Tây cho tất cả cô chú anh chị xem ha. Tới đây mà đông về chứ, cầu Rạch Miễu đông quá. Dạ. Alo. Tới Trung Lương. Thăm suốt nha. Thăm suốt. Suốt. Đây. Đó, đó. Cô chú anh chị thấy không, nghe Trung Lương vào thành phố Mỹ Tho ha, rất là đẹp luôn, của tỏ rất là đẹp luôn. Rồi giờ khi mà về Trà Vinh ha, còn đẹp hơn tất cả cô chú anh chị ha. Đó, đây là tới dòng xây ngã ba Trung Lương rồi nè. Ở đây là nơi huyền thoại mà nước ngập mà tất cả cô chú anh chị vào ngày mùng 3 Tết á. Thì vừa mới qua khỏi cầu Trung Lương tất cả cô chú anh chị, thì chuẩn bị mình sẽ rẽ về bên Bến Tre nha, đường Bến Tre ha. Đó, thì đây là đường tẻ về đi thẳng là về nè. Mỹ Tho đi thẳng về Mỹ Tho, quẹo phải là về cầu bên cầu Rạch Miễu về Bến Tre. Ở đâu đây dưới một tiếng nữa, nhìn thấy qua qua được cầu Rạch Miễu. Từ đây xuống tới nhà anh là khoảng 40 mấy cây, 40 cây. Đi qua cầu Rạch Miễu, nếu được qua được cầu Rạch Miễu là về dưới khoảng 40 phút. Bây giờ là mấy giờ rồi anh? 7:15. 7:15 là tất cả cô chú anh chị ha. Chỉ sợ kẹt cầu Rạch Miễu hay không thôi nè. Chết trời ơi, bác Trung giới thiệu là đặc sản cà phê nha, trời ơi, mấy em bé quá ta. Đây đặc sản cà phê. À, đường này về nhà bác Trung hả? Trời ơi. Trời ơi, chi, đó, đặc sản cà phê, bán dưới trời. Đặc sản luôn hả? Đặc sản cà phê. Đặc sản cà phê. Tay quán nào chung cũng ghé hết rồi. Không có quá. Không có quán nào chung chưa vô. Kỳ này chuyến hành trình đi anh em mình rất là vui luôn á tất cả cô chú anh chị. Đặc biệt bữa nay đi xe của anh Long nha.
Đâu hồi nãy có quay rồi mà. Trả lời liền, giới thiệu. Hồi nãy có quay rồi, có nói rồi, có nói tên rồi. Đâu liên hệ? Có quay xe rồi. À, ừ. Hồi nãy lúc mà dừng chân là mình quay rồi, đây là anh Long là tài xế này, xe của anh là có đầy đủ rồi. Mình nói vậy là người ta biết rồi. Dạ là hiện tại bây giờ đoàn xe của mấy anh em mình đã đang tiến vào cầu Gạch Miễu ha tất cả cô chú anh chị ha. Thì hiện tại bây giờ cầu Gạch Miễu đang kẹt xe. Đó, cô chú anh chị thấy không đây? Quay cận cảnh có cầu Gạch Miễu nha. Bởi vậy nó kẹt là bên trạm bến mới vừa xuống cầu cái là thu phí rồi chết. Đang kẹt xe tất cả cô chú anh chị ha. Đó, giờ xe đang chuyển từ từ ha. Chỉ cảnh miệng tay mới có đúng không anh ăn. Kẹt xe mở cửa cho anh Lý xuống đứng ngay giữa cầu, anh Lý quay quay luôn ha. Không kẹt xe thì không kẹt không để đi được. Ngon vậy là bữa nay là thốn đúng không? Nay đúng không? Nay về là không kẹt. Mày đúng mà mày đứng mà nhìn cái ông Miễu đầu tiên cái gì miền Tây mà xin em về miền Tây đấy. Đó, thì lần đầu tiên anh em ở trên xe là ai cũng nói mới lần đầu tiên về miền Tây ha. Ủa vợ mày quê nào? Dạ em ở nào kêu nó về với nó đâu về được. Nó sai xe anh đâu về được. An Giang đâu đi đường này, đi đường kia. Không đi đường kia nhưng mà ý nó nói là không về được. Nó cưới vậy chứ không về. Nó sai xe mà về dưới xe tàu nữa. Phải đi qua An Giang qua cầu Dầm Cống hả? Ừ. Có đi tàu đây hết đi được không? Có cầu Bích Thuận, cầu Dầm Cống nhiều quá, nhiều cầu. Đi cầu nào mới được chứ. Đi cầu rất là đẹp luôn. Đi từ giờ tới Cần Thơ nó mình mờ xíu thôi. Giờ đâu đi Mỹ Thuận đó anh? Đi gì á? Cao Lãnh, Cao Lãnh. Cao Lãnh xong rồi qua đi vòng Dầm Cống. Ngon rồi, bây giờ nó đớt bất kẹt. Qua khúc này được rồi mà bắt tay dầm ngon lắm. Chúng ta đã lên tới chân cầu là không kẹt. Cái này là một cái cầu huyền thoại đó. Ủa đi vô nhà ông Tài nào vô anh? Mới mốt nó bắt cầu Rạch Miễu 2 là đi về ông Tài gần á. Ở trên đó đó, cầu Miễu 2 trên đó đó, cái trên này đó. Ừ, khúc trên đó đi về ông Tài gần á. Mấy này là mấy trung bộ đang có. Đi bằng ngày mình thấy được. Chút xe à, nghe hết chừng. Hồi đó là trên này đẹp quá vậy. Đó, trên cái cầu đó đó. Không rồi. Cầu này. Này đẹp hơn trên mày cởi voi không? Sao bạn? Trên quên nó cởi voi á hả? Hay sao bạn? Quá đẹp luôn. Thì này là một cái chuyến về miền Tây qua một cái cầu rất là đẹp luôn cả nhà. Mà kỳ này là đi hơi xa ha, về Trà Vinh luôn ha. Bằng sợi cáp này bằng cầu Cà Rê của mày đó. Sợi cáp bự nó dài đó bằng cầu Cà Rê luôn. Nè anh Long đang chạy từ từ nè để cho cô chú anh chị đồ ha xem những thuốc kim rất là đẹp tuyệt vời luôn. Cầu dài dính dẫn nữa, dẫn cũng dài lắm. Tới 3.000 mét thôi mà, hơn 3.000 mét. Chú Long đi lần này là lần thứ hai rồi chú Long. Đi hoài chị đâu có nhớ về dưới đâu. Đúng rồi, đúng rồi Nâng. Như là lần trước lần, chứ lần này nó là lần thứ hai rồi Nâng. Đúng rồi. Hai lần, hai ba lần. Hai lần à, hai lần trước. Thì lần trước đi xuống nhà cửa, đắp dỗ nhà cửa, gì Tám á. Không, đi bên đây. Lần trước là đi, đi bên đây luôn. Đi đám dỗ mình có nhà ông Phương á. Bữa gì tám nhà về tám đó, bữa đó ăn nướng đồ ăn được ngày đó vâng mà nói. Chị ý xuống rồi đó. Đâu có mà cái đó không biết nhưng mà nhớ một lần ở bên đây sáng đi chú cà phê nhá. Thì đó bữa đó, bữa đó có gì tám này luôn về bữa đó. Đi ăn xác cà phê
ngày 8 bữa chiều lại xuống cái nướng rồi á. Dặn chưa xuống khỏi cầu luôn. Bữa em muốn nướng rồi mày đúng không? Có ý bây giờ chồng ý xuống bằng xe đi đó. Giá đi uống cà phê bên đây mà ta. Không có chỗ đó đó nè, chỗ sáng chạy lên đó. Đậu nhà nhà chị Tám, xin Tám cho chạy ra. Nó vỗ tẩy á, tẩy. Cái gà kéo ra ngoài nhà của Phương nhậu đã chập về nha. Có gì đã đi cầu hoài luôn á. Của nó chỗ trùng hai người hai nhà. Ở nhà chỗ ai đây là không có tùng ai hết đúng không? Cậu dẫn nó cũng ra tập hiểu luôn. Nó nói liền luôn ha. Nó liền luôn thì nó qua nó gối đầu cái cồn á, cồn nãy cồn á, cồn nãy cồn long cồn phụng đúng không? Cồn phụng á. À. Là cái nó gác hai đầu cái gác hai đầu cái cao đầu lên cái cồn phụng đó rồi cho cồn phụng chắc có đây cái nữa nè. Đây bốn cồn. À. Không có còn. Long Lân Quy Phụng Tân Long Tân Quy với Phụng à, rồi mình cũng giờ thì chưa xuống cầu luôn đúng không? Trời ơi, để giáp cầu ghê không cả nhà. Thì cầu dài lắm, cầu 8.000 cây mà 3.000 mét. Cái thước phim này là đặc sắc luôn á. Nó đẩy làm cái cầu kia gần nhà rồi, kia gần nhà đẹp. Cái cảnh này bằng phim đẹp ghê luôn, quá đẹp luôn. Đi cầu xong thì là nãy giờ anh Long anh đi cầu, nãy giờ đi cầu xong rồi nè. Nhìn thấy đi cầu ngoài luôn rồi. Dạ. Cả nhà rất là đẹp không? Về miền Tây mà gặp về Trà Vinh nữa cả nhà. Còn gì bằng nữa. Đây là nhìn là đẹp nhất. Ừ. Đẹp. Ở thành phố lên đèn long lanh luôn cả nhà. Có trạm thu phí. Rồi xong. Kiếp chơi thì quẹo phải hả? Đó, đồng quẹo đó. Quẹo phải rồi, qua anh Tài. 20 cây đứng tới nhà Tài. Chỉ có gì nó chạy chơi theo. Chụp nơi chút xíu, quẹo trái rồi. Đó thì anh em đã qua tới cầu Ba Lai tất cả cô chú anh chị. Đi xuống dưới hỏi ổng. Thì đây là cầu Ba Lai ở Bến Tre ha. Cũng là nổi tiếng luôn á. Xe cầu Ba Lai này cũng dài ghê ha. Không rồi đi hôm nay về là nó sai. Cái máy đợt đi trước thì còn đây làm cái gì ấy. Em đi xe được nằm. Nằm lúc cũng hơi. Đi xe ở này em nằm đây em nói chuyện được nghe. Mấy em cũng thấy mùi gì đây em biết không? Vậy mày nãy mày không nói tao lấy cái giỏng cho mày cầm. Vậy Tài nãy không vậy mà không biết đó. Tài nó dở băng ghế lên cho nằm dưới đây sàn. Bây giờ thấp thư rồi. Mà đường này đường tỉnh lộ 883. À đường này là đường tỉnh lộ 83 hả? 843 hả? 843 đường là gì kia? 843 đường Bà Ngân á. Đi dân gian gọi đường Bà Ngân á. Xuống Ba Tri, dòng cơm Ba Tri. Tăng một lèo tới nó đâu tới ngã ba lèo đi trai mà mấy hướng trái à. Cái này nó đặt số vậy thôi, chắc nữa nó lấy tên nó đặt Lê Quang Trung á. Không có, em đường Quang Trung bên kia có rồi. Đường Quang Trung bên kia có rồi. Hả? Đường Quang Trung bên kia. Không hả? Hồi đó tôi chắc nó đợi lấy đặt đợi, tên. Tôi chưa chết mà lấy tên này. Đợi lâu. Một mắt á. Nó đợi lâu quá, nó không có đặt được. Không, mấy đặt nữa làm. Không, mà không có công trạng gì đây nên nên. Đợi, chính nó có đặt đường Quang Trung á. Em cũng tính kết thúc cái video mà nghe vô quá. Rồi giờ Bà Ngân nè. À, cái vừa bên Tre cô chú anh chị. Rồi mới mới này nữa là Phan Văn Mãi đúng không? Nãy là cái không có đâu nó phải. Ở đây mình đang chuẩn bị vô bên Tre đúng không? Nói là cũng là người ở chỗ anh luôn. Này ra ngoài Bến Phà Hàm Luông cũ hết nó vậy. À luôn. Ở
qua cầu Hầm Luông đó hả? Đường điện ra cầu Hầm Luông. À. Này cô ăn chơi nè, không thể cô ăn chơi trên. Năm mà đi xuống đây lại lần. Còn có gì còn xa lắm. À đây là tới cầu Hầm Luông nè tất cả cô chú anh chị. Xưa là nó phà. À, cầu Hầm Luông Bến Tre. Xưa là phà, giờ nó bắt cầu. À, hồi xưa là phà ha. Đúng rồi. Hồi xưa là phà tất cả cô chú anh chị, giờ bây giờ là bắt cầu rồi ha. Ngày xưa là đi về Trà Vinh là phải qua ba cái phà. À, phà Rạch Miễu và tới Hầm Luông, và tới dưới gà Cổ Chiên. Xe cẩu á. Cẩu là sao nó bị quay cái là cẩu móc vô. Đúng không chung? Hả? Mà lúc mà kể năm nào cái xe cứu hộ gì nó chở xe cẩu rồi móc cái đó phải cái đồ cẩu nó móc vô thành cẩu lớn nó lớn bay phải không? Lâu rồi, chuyện lâu quá. Đó, cầu nhìn thấy đẹp, rất là đẹp luôn tất cả các chú chị ha. Bây giờ là từ cầu Gành Biểu đi vô Bến Tre ha, toàn là cầu không á. Mình qua cầu này rồi khoảng còn bao nhiêu lâu nữa mình mới tới Trà Vinh Năng à? Khoảng cả nửa tiếng nữa. À, cả nửa tiếng nữa là mình sẽ tới Trà Vinh tất cả các chú chị ha. Okay. Chút xíu còn có qua cầu Cổ Chiên gì không? Có qua cầu Cổ Chiên. À. Cầu Cổ Chiên rồi giáp ranh giữa Bến Tre với Trà Vinh. À, đó thì cô chú anh chị giờ đã qua cầu Hầm Luông ha. Rồi tí nữa sẽ qua thì cầu Cổ Chiên ha. Cái đất xuống nàng về đó vào một năm sáu trong vòng tiếng hơn cầu cái cắm mà tất cả của chú anh chị à. Em quay hết tất cả cái đoạn đường cầu từ cầu Gạch Miễu vô tới Bến Tre qua Trà Vinh luôn cho tất cả cô chú anh chị xem ha, rất là đẹp luôn. Ở nơi nhà của anh Năng nữa là nhà Trà Vinh ha, hoặc là thuộc cơ quyền Càng Long ha Năng. À, Càng Long. À, Càng Long vừa qua cầu Cổ Chiên 3-4 cây rồi ta. Trà Vinh cũng có nhiều cái người nhân vật nổi tiếng lắm anh Năng ha. Cái cô mà khách sạn Hà Qua đó cũng ở Càng Long nguyện gia ta. Nguyện Càng Long hả? Không phải Càng Long, nguyện gì ta? Nãy nói tên gì? Tên gì? Cái cô mà cầu trả ship với tất cả cô chú chị, đây là cầu trả ship nha. Không có số thì đưa số, có gì dễ gọi hơn. Dễ gọi hơn chứ làm gì biết xe màu đỏ là xe nào. Đúng rồi, nhiều xe màu đỏ lắm. Thôi thấy hàng nào mập rồi đó. Hai đứa bà. À, bây giờ là mình chuẩn bị qua khỏi cầu chạy ship với tất cả cô chú chị ha. Ở ra ngoài đường chỗ đèn xe đèn đỏ nha. Có cột điện á, cái cửa nhà có cột điện á. Cầu vừa rồi vậy xong tắm đi. Rồi kêu nó đứng đó đi, em ra trước á. Đứng mé bên đây cầu nè, mé bên đây cầu có cái đường quẹo phải á. Bên phải luôn. Đây có 50 thôi anh Long. Rồi tới đây hết Bến Tre đúng không Năng ơi? Bến Tre hả? Bến Tre đúng không? Chưa giữa cầu nữa mới hết. À thì giờ chuẩn bị là mình sẽ tới Trà Vinh ha tất cả cô chú chị ha. Nguyện lên cầu Cổ Chiên. Uống cái số nó tới không? Thì qua cầu Tân Biên. À, cầu Tân Biên này rồi sẽ hết Bến Tre ha tất cả cô chú chị ha. Mình sẽ bước vào địa phận của Trà Vinh ha. Mình còn qua một cái cầu Cổ Chiên nữa. Tôi nói là 4 cây, 4 cây, cầu Cổ Chiên qua Cổ Chiên 4 cây số tới.
4 cây đi 15 phút cú. Cậu chuyên qua 4 cây số tối rồi. Thì chứ phải rồi, đi 15 phút là tại đi theo sao ra xe này. Này nó cũng dài vậy ha. Đây thì cái cầu này là biển báo là qua khỏi Bến Tre ha, tất cả các chú chị ha. Rồi, mình vô Trà Vinh ha, tất cả các chú chị ha. Đây là cũng lần đầu tiên là mình biết đến cái cầu Cổ Chiên ha, nghe anh chị gần phòng trọ đâu nói á, bây giờ mới lần đầu tiên mới thấy luôn đó. Rồi vô nhậu chưa? Vô diễn ra. Ông lần đầu tiên là mà anh mới thấy lên bia, luôn lên bia. Lên bia. Anh à. Lên bia chưa? Nói ra ai nói rồi, mình lên bia dốt thì cãi. Có sao nói vậy đâu không? Trời ơi, tao lên bia nãy giờ luôn nè mấy ông nội ơi. Trời ơi. Nè, nó nhậu luôn rồi nè. Mình đã tới cầu Cổ Chiên rồi ha. Hello nghe lắm. Xong tắm nè, tới cầu rồi. Đang tới cầu Cổ Chiên rồi. Dạ. Nó xe ha. Rồi. Hay vậy thôi. Dạ dạ. Dạ dạ. Quá dài nha. Lát con đi chơi. À. Ờ nghe nè, quen của tôi à. Nghe. Đi đâu? Kêu á. Rồi ok. Ấy cha tới của cầu của Chiên này, chở ra chở đồ vô giùm mấy. Kêu nó gửi cái định vị đi, kêu các bạn nha. Zalo. Chở đồ thôi, còn chắc đi bộ tà tành vô. Rồi, số 306 này nè, kêu nó các bạn. Rồi, tắt rồi. Tới cầu của Chiên à. Còn chạy hết hồn. Ờ. Dạ hết hồn luôn, cầu của Chiên mà. Hết hồn. Là mà cầu này nổi tiếng luôn á. Mà mẹ ở đó đi phà lâu. Trước này có phà, ở đây có cái tàu cái... À. Tại vì đó tôi chú chị tàu ha. Bên tàu hồi xưa. Đó thì mình vừa xem một cái cầu nổi tiếng nhất ở Bến Tre mình á, Cổ Chiên á, là cũng là nằm thuộc địa phận Trà Vinh á, tất cả các chú chị ha. 50 anh ơi. Kia là mày đấy, chữ L, bây giờ mày biết thằng đó không? Biết đồ đó nhưng mà bây giờ đi biết nào vậy? Bây giờ anh em cũng đã sắp tới nhà anh ăn rồi, đang ở trước một cái tập quá ha, ngay chỗ chân cầu và tất cả của chú anh chị, và anh em đang chuẩn bị mua bia đem vô ha. Ở đây cô chú anh chị mà một cái cảnh rất là tuyệt vời luôn. À. Ờ có xanh nè, đậu lên đi. Cái trời ơi, quá xe này anh em ơi. Bảy rồi, thứ bảy rồi. Thứ bảy rồi, thứ bảy rồi. Biết đó, đâu. Vô vô mọi người, xe thằng kia chạy xe máy rồi có một cao rồi. Thì rất là vui luôn tất cả anh em. Đây là địa phận Trà Vinh nha, địa phận Trà Vinh nha. Đây đập quá với ngài chân cầu tất cả của chú anh chị ha. Bây giờ anh em
em đang lấy hành trang hả tất cả các chú nhỉ ha. À. Sao luôn, để chú Long ơi. Lấy gì chưa? Nãy giờ mà em quên bật đèn à, của chú chị ha. À, đây cận cảnh là anh em đã đến nơi rồi ha. Má đường này chưa đi vào á. Lấy loại sách cho kia. Đường này nó chưa đi đường nào đi đường kia à. Đi là đánh thử thành dưới giờ. Bữa nay tôi khổ nổi không gì. Giờ là anh ăn đang mắc phương hướng luôn. À, rồi đó chị. Đi tắt đi đây đi tắt hả anh ăn? Đợi ông Trung qua đó đã. Ở giờ à, giờ mình sẽ đi tắt ha. À. Đó đây là người nhà đang ra đón nha, cô chú anh chị. Đó. Đó, người nhà đang ra đón nha. Qua cây con cây nè lên. Thanh niên không chịu không trái đâu vậy. Thanh niên không à, thanh niên không à. Cái cầu á. Người nhà đang ra đón nè cả nhà. Quá vui luôn. Ở người nhà đang ra đón cả nhà. Đó. Người quay tùm lum rồi. À. Đi. Hả? Đi trước. Thôi đi bộ luôn đi. Ha sao? Bộ xa. Đi. Đó có lên xe còn gì không? Đó rồi. Còn có gì chở các tài đâu vậy? Mấy tờ lỡ thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành trình đi bộ cùng với anh Long, với anh Trung, với anh ăn ha, tất cả cô chú anh chị ha. Nãy giờ vừa đi băng qua những cái con đường này tất cả cô chú anh chị ha. Thấy đường không anh Long ơi? Thấy hả? À, đi vô cái đường này là hơi tối tất cả của chú anh chị ha, đồng cảm nha, tại vì cái này mình đi ban đêm mà à, anh em tới nơi rồi, tới trước đi trước rồi. À, đây là anh Long ha, cũng là tài xế xe, cũng là chủ xe luôn là tất cả của chú anh chị. Hôm nay là có anh Long đồng hành luôn ha. Giờ hiện tại bây giờ anh em đang tìm đường vào
Đi đường tắt hả? Cảnh này mà ban ngày á, lãng mạn luôn tất cả cô chú anh chị. Chuối nè, dừa nè. Đó, đây là vườn cacao nè. Đó, cả nhà. Đó, cả nhà, đây là trái cacao nè. Vườn tới vườn cacao ha. Cái này ban ngày mà đi ra là quay cho cô chú anh chị xem. Chín chưa anh ăn? Chưa. Chưa hả? Cô chú anh chị, trời ơi, thấy mê luôn. Mê luôn, mê ly luôn. Cho anh vậy, trời ơi, cacao. Giờ chuẩn bị tới nhà của anh ăn rồi tất cả các chú anh chị. Từ giờ đi phía ở đường tắt ha, đường cacao á. Rồi cô chú anh chị ơi, tới vườn cacao. Đây là nhà của anh ăn ha. Đây là nhà của anh ăn. Anh em mà đang ngồi ở đây. Quá vui luôn cả nhà. Dạ. Dạ. Anh em là vẫn còn ngồi nhậu nè cô chú chị ha. Để vô tham quan cái ha. Mình đã tới nhà của anh ăn rồi nha. Đây là người nhà của anh ăn chứ. Đó, đây là toàn phong cảnh nhộn nhịp khi anh em vừa tới nhà của anh ăn ha. Giờ là dọn dẹp ra để chuẩn bị anh em ăn tối cô chú anh chị ha. Đây là tôi mở ý nha. Anh Trung bây giờ đẹp trai hết trơn rồi nè. Đây là người nhà của anh ăn không à. Đó, hàng xóm người nhà của anh ăn không á. Đó, còn đây là người nhà của anh ăn không ha. Chị ha. Em có gì bế vô đây không em? Dạ không. Dạ không, em không có kẹp mic. Dạ máy này nó hút dữ lắm. Dạ. Dạ dạ. Đây là người nhà và bên của anh ăn không á, tất cả có chuyện gì ha. Cho mọi ơi điểm. Dạ cảm ơn mấy anh rất là nhiều luôn. Cho mọi ơi điểm. Dạ. Dạ rồi tí nữa em ốp lên nè. Tại ốp đầu dạ. Em dùng ly được không? Dạ không được, em không uống được. Dạ không. Bây giờ đang quay về nhà của anh ăn ha. Lần đầu tiên đi xuống nhà ở Trà Vinh nha. Mười điểm rưỡi.
Ở đây là phía bên trong nhà trực tiếp của anh ăn luôn ha, tất cả của chú chị ha. Vậy là bữa nay đám giỗ ai nào? Ông già. À bữa nay là đám giỗ ông già của anh ăn ha. Giờ anh ăn vừa cũng vừa mới tới nhà thắp hương cho ông già trong cái ngày giỗ ha, tất cả của chú chị ha. Đây là ở phía bên trên là của quyền tất tổ á, tất cả các anh chị là quyền tất tổ ha. Lần đầu tiên xuống Trà Vinh tặng nhà của anh ăn ở đây cô chú anh chị rất là vui luôn. Dạ đúng rồi, chú Quỳnh Đất Tổ à, thì đây là anh Trung là sẽ đại diện anh em ha, thì vô là nói với người nhà tất cả của chương chị ha. Dạ. Đó thì chuẩn bị tới giờ anh em ăn tối. À, cô chú anh chị giờ chuẩn bị tới giờ anh em ăn tối ha. À, để anh sắp gian cho ông già của anh ăn xong là thì anh sẽ kết thúc cái video ha. Em nói nước mọng ha. Dạ, đó giờ cận cảnh anh em đang sum họp với gia đình ăn bữa tối ha, khi mà vừa đến nơi tất cả các anh chị ha. Ăn chút xíu đi hả? Lý ơi, để cho ăn chút xíu Lý ơi. À, thì cô chú anh chị thì khi tụi em vừa đến nơi ha, thì cũng gặp mặt gia đình anh ăn là tất cả của chú anh chị, thì giờ anh ăn vừa thắp hương cho ông già chuẩn bị ngày mai ngày giỗ ha. Đây là hành ông già anh hả anh? À, chị của bà nội. À, đây là chị của bà nội của anh ăn ha. Là bà. Còn đây là di ảnh của ba của anh ăn ha, tất cả của chúng chị ha. Là ngày mai là ngày giỗ của ông á. Còn bên đây là chủ quyền thân tổ ha. Còn đây là trang thờ Phật thờ ông. Ủa thờ ông là ai? Ai thờ anh ăn? Ba già. À bà già anh ăn thờ ha. Rồi em cũng sẽ kết thúc cái video tại đây ha, tất cả của chú anh chị ha. Đây là còn cảnh ở trước nhà của anh, trong nhà của anh ăn ha.